X51 Story mến chào quý thính giả. Tiêu Hà bắt đầu nghiệp quan trường từ triều đại nhà Tần, từ năm 221 đến năm 206 trước công nguyên, với chức quan nhỏ. Nhờ biết cách xử lý mọi chuyện rạch ròi và công bằng, nên ông không ngừng được đề bạt lên chức vị cao hơn. Là đồng hương, Tiêu Hà quen và làm bạn với Lưu Bang từ thời Đề Trỏm. Ông lúc nào cũng hào hiệp trượng nghĩa giúp đỡ Lưu Bang, vốn là viên quan thấp bậc hơn mình thời đó. Vào cuối nhà Tần, nạn tham nhũng dẫn đến vô số cuộc nổi loạn. Lưu Bang là vị tướng đầu tiên của quân Hàm Dương chinh phục nhà Tần. Người ta kể rằng khi quân của Lưu Bang tiến vào thành, không giống như tất cả mọi người đều vội vàng cướp vàng và vật phẩm có giá trị khác từ ngân khố triều đình, Tiêu Hà lại cẩn thận thu thập và lưu giữ nhiều văn bản pháp luật, hồ sơ địa lý và nhân khẩu. Cho đến khi Lưu Bang giành được cơ nghiệp, tài liệu Tiêu Hà lưu giữ lại trở nên vô giá. Chúng chứa thông tin chi tiết về dân số, điều kiện địa phương, đặc điểm của pháo đài, lối đi và những vị trí chiến lược khác. Tiêu Hà cũng đã có công trong việc thuyết phục người tài phò tá Lưu Bang. Một trong số đó là tướng Hàn Tín, một thiên tài quân sự hiếm có. Ban đầu khi gia nhập quân Lưu Bang, Hàn Tín chỉ được bổ nhiệm làm viên quan cấp dưỡng của quân đội. Cảm thấy mình không được Lưu Bang trọng dụng, Hàn Tín quyết định rời đi và gia nhập nơi khác để phát huy tài năng của mình. Nghe tin, Tiêu Hà vội ngày đêm đuổi theo, cho đến khi thuyết phục được Hàn Tín trở lại, tạo thành điển cố, Tiêu Hà nguyệt hạ truy Hàn Tín. Tiêu Hà, Tam Kiệt nhà Hán, Lưu Bang, Hàn Tín. Sự kiện Tiêu Hà đuổi theo thuyết phục Hàn Tín đã trở thành điển cố, Tiêu Hà nguyệt hạ truy Hàn Tín, nổi tiếng. Sau đó điển cố này trở thành câu nói nổi tiếng được dùng để chỉ tình huống cấp bách, cần phải giải quyết ngay lập tức mà không cần xin phép chính thức. Lưu Bang đã không được bẩm báo về kế hoạch của Tiêu Hà, do đó cho rằng Tiêu Hà đào ngũ. Khi Tiêu Hà trở lại cùng Hàn Tín, Lưu Bang rất đỗi ngạc nhiên. Trong lòng không hiểu lý do Tiêu Hà lại cố đưa Hàn Tín về, dù rất nhiều binh sĩ khác đào ngũ. Tiêu Hà mới thưa rằng, ông biết Lưu Bang sẽ không thể thắng trận mà không có sự giúp sức của Hàn Tín. Sau nhiều lần thuyết phục, Lưu Bang nghe lời Tiêu Hà và bổ nhiệm Hàn Tín làm tướng quân. Dưới sự lãnh đạo của Hàn Tín, quân Lưu Bang thắng nhiều trận, cuối cùng đã có thể thống nhất Trung Hoa. Lưu Bang trở thành hoàng đế đầu tiên của triều đại nhà Hán, gọi là Hán Cao Tổ. Lưu Bang rất trân trọng lời khuyên của Tiêu Hà, nên khi trở thành hoàng đế, ông ban cho Tiêu Hà uy quyền được đeo gươm và đi giày lúc thượng triều như một vinh dự cao cả. Ngay khi trở thành hoàng đế, Lưu Bang phải dẫn quân đi dẹp loạn. Lúc trở về kinh thành, ông phong Tiêu Hà làm thừa tướng, vị trí quyền lực thứ hai trong triều đình, và phân bổ hàng trăm binh lính hộ vệ Tiêu Hà. Tuy nhiên, Lưu Bang cũng nổi tiếng với tính đa nghi. Một môn khách của Tiêu Hà cảnh báo rằng hoàng đế đã đưa Tiêu Hà đến một vị trí cao như vậy, thì cũng sẽ sớm tăng trưởng tâm nghi hoặc lo sợ ông đe dọa cho uy quyền và ngai vàng của ngài. Bản thân Tiêu Hà cũng hiểu rằng binh sĩ do hoàng đế phái đến là để theo dõi mình. Nhằm làm dịu những nghi ngờ của Lưu Bang và thể hiện lòng trung, Tiêu Hà khiêm tốn từ chối các bổng lộc triều đình. Tuy nhiên, những nỗ lực của ông không khỏa lấp được sự đố kỵ và nghi ngờ của Lưu Bang bởi uy danh Tiêu Hà vang khắp thiên hạ. Khi Lưu Bang tiếp tục rời kinh dẹp loạn, ông tiếp tục cử người giám sát Tiêu Hà. Tiêu Hà hiểu rằng không còn lựa chọn nào nên đành thuận theo đề nghị của một môn khách khác là tự hủy hoại danh tiếng bản thân bằng cách chiếm giữ đất đai của bá tánh. Chớ trêu thay, Tiêu Hà được mến mộ đến nỗi người dân rất vui mừng khi ông lấy đất của họ. Uy danh của Tiêu Hà trong thiên hạ lớn đến nỗi ông muốn tự bôi nhọ bản thân cũng không thành. Biết chuyện, sự đố kỵ của Lưu Bang càng tăng lên. Vì vậy, khi Tiêu Hà đề xuất Lưu Bang cho phép lấy đất hoang trong vườn thượng uyển để dân nghèo khai khẩn canh tác, hoàng đế giận dữ bác bỏ và bắt giam Tiêu Hà với tội danh nhận hối lộ và bán đất quốc gia. Một vị tướng đã xin ý kiến Lưu Bang để tìm hiểu tường tận tình huống của Tiêu Hà. Lưu Bang khẳng định Tiêu Hà đã bắt tay với các thương nhân tham lam, nhận quà biếu và cố gắng chiếm đoạt đất của dân. Sau đó, nhà vua nhận định Tiêu Hà là một thừa tướng tham nhũng, xứng đáng với án chung thân. Viên tướng can gián, khi quân vương đi chinh chiến, thừa tướng đã tận lực quán xuyến việc triều chính. Nếu nảy sinh cuồng vọng, ông ta đã có khá nhiều cơ hội nhưng đều không ra tay. Điều này đã tỏ rõ lòng trung thành với bệ hạ, vậy hà cớ gì ông ta lại tham lam chút lợi lộc nhỏ nhoi ấy? Tất cả những lời buộc tội hoàn toàn không đúng sự thật. Lưu Bang không có lý lẽ phản bác, nên đành miễn cưỡng tha Tiêu Hà. Dù Tiêu Hà cống hiến cả cuộc đời mình cho đất nước và không bao giờ quên phận sự của một thừa tướng, ngay cả khi bị đối xử bất công, nhưng ông phải chịu một vết nhơ lên thanh danh của mình. Hàn Tín, người mà Tiêu Hà từng tiến cử với Lưu Bang, là một vị tướng được nhiều người mến mộ bởi tài năng.
Lưu Bang cũng bắt đầu lo sợ một ngày nào đó Hàn Tín sẽ chờ mỗi giáo, xoán ngôi của mình. Vì sợ hãi, Lưu Bang giáng chức Hàn Tín từ Sở Vương thành Hoài Âm hầu và quản thúc tại nhà. Tuy nhiên, Hàn Tín vẫn trung thành và tiếp tục lập công trạng trên chiến trường. Năm 196 trước công nguyên, khi Lưu Bang đi dẹp loạn, Tiêu Hà cùng Lữ Hậu lập kế bắt Hàn Tín. Tiêu Hà gửi một lá thư cho vời Hàn Tín vào cung. Mặc dù biết đây có thể là một cái bẫy, binh lính cũng khẩn khoản xin ông đừng đi, Hàn Tín vẫn tuân mệnh. Vừa đặt chân đến Hoàng Cung, Hàn Tín lập tức bị bắt trói với tội danh tạo phản, và sau một phiên xét xử giả tạo, ông bị đưa đi hành hình. Vụ án nổi tiếng lịch sử này đã khiến Tiêu Hà phải nhận vô số lời chỉ trích. Lưu Bang nhanh chóng biết tin, khi ấy vẫn chưa kết thúc chiến sự đất đại, liền sai người biểu dương công lớn Tiêu Hà, không chỉ ra phong thêm 5.000 hộ, còn bái làm tướng quốc và phái một đô úy cùng 500 binh sĩ ngày đêm bảo vệ phủ tướng quốc. Đúng lúc Tiêu Hà đang ở phủ mở đại yến đãi khách, thì Triệu Bình một mình đến thăm viếng. Triệu Bình là Đông Lăng hầu của nước Tần. Tần vong, Bình lưu lạc thành kẻ áo vải, ở phía đông thành Trường An trồng dưa sinh sống. Triệu Bình nói với Tiêu Hà đại họa sẽ bắt đầu từ đây. Phong thưởng của vua không phải là ân sủng, mà là vỗ yên. Nhà binh phái thêm, không phải là bảo vệ, thực tế là giám sát. Cái chết của Hoài Âm hầu Hàn Tín, không làm cho Tiêu Hà được Lưu Bang tin tưởng hơn mà càng gây thêm sự nghi kỵ cho Lưu Bang. Cái đảo tránh họa bây giờ, chỉ có Khước Từ phong thưởng, đồng thời hiến hết tài sản cá nhân trong nhà, tất cả đều đem cho quân sử dụng. Tiêu Hà y theo kế hành sự, tuy gia tài tiêu tán hết những đã bảo được cái mạng nhất thời yên ổn. Nhưng không bao lâu sau, tháng 7 năm đó, Hoài Nam Vương Anh Bố khởi binh. Lưu Bang lại xuất binh thảo phạt. Trong thời gian đó mấy lầm sai người nghe ngóng tướng quốc Tiêu Hà đang làm gì. Có mưu sĩ nói với Tiêu Hà rằng, e là không lâu nữa ngài sẽ phải chịu cái họa diệt tộc. Địa vị ngài làm đến tướng quốc, đã là tột bậc của kẻ bề tôi, không thể tăng thêm nữa. Mà ngài thay vua xử lý việc quốc gia, mười mấy năm đến nay, rất được lòng dân. Ngày nay vua đã nhiều lần nghe ngóng tình hình của ngài, là lo lắng ngài ra lệnh một tiếng, sẽ nghiêm ngả quan trung, mà thiên hạ sẽ không còn của họ Lưu nữa. Kế sách hiện nay, ngài chỉ có tự làm ô uế thanh danh, cưỡng ép mua rẻ ruộng bách tính, hoàng đế mới có thể yên tâm. Tiêu Hà y theo kế hành sự, Lưu Bang quả nhiên mừng lắm, cho là Tiêu Hà không đáng lo nữa. Rất mau chóng, Lưu Bang tiêu diệt phản quân của Anh Bố, trở lại Trường An. Quả nhiên thấy bách tính đầy đường kêu oan, tố cáo tướng quốc cưỡng ép mua rẻ ruộng của bách tính. Sau khi Lưu Bang hồi cung, đem tất cả các tố cáo ném cho Tiêu Hà để ông tự giải thích với bách tính, mà trong lòng Lưu Bang lại thấy dễ chịu kỳ lạ. Điều này không qua được mắt Tiêu Hà. Tiêu Hà biết Lưu Bang thấy hy vọng của ông đã mất, trong lòng sẽ vô cùng vui vẻ, mà bản thân Tiêu Hà cũng thở phào nhẹ nhõm, thoạt nghĩ nên nhân lúc Lưu Bang trong lòng vui vẻ nên nói mấy lời. Thế là Tiêu Hà bước đến gần Lưu Bang nói, lấy đất trống ở Thượng Lâm Huyền chia cho một số bách tính làm đất ruộng. Nhưng lời nói chưa dứt, họa từ miệng mà ra. Lưu Bang nghe thấy Tiêu Hà lại xin cho dân, nghi kỵ bỗng nảy sinh. Ông cho rằng Tiêu Hà lại muốn dùng đất của hoàng gia để giành lòng dân. Lưu Bang mắng Tiêu Hà tại sao nhận hối lộ của thương nhân, muốn lấy đất ở vườn Thượng Uyển của hoàng gia để mưu lợi cá nhân. Đoạn giao Tiêu Hà cho đình úy, đeo gông cùm, nhốt trong đại lao. Sau đó, trong triều có người khuyên gián Lưu Bang nói, Tiêu Hà nhiều năm trấn thủ quan trung, bệ hạ nhiều năm chinh chiến bên ngoài. Tiêu Hà nếu làm phản thì quan Tây đã không phải của bệ hạ từ lâu rồi. Lưu Bang nghe lời đó, tuy trong lòng không vui, cuối cùng thấy giam Tiêu Hà trong đại lao có phần không thuyết phục, thế là lại phóng thích Tiêu Hà. Lúc đó Tiêu Hà đã ở tuổi hoa giáp, 60 tuổi, tuy đại nạn không chết nhưng lòng còn run sợ. Từ đó về sau, Tiêu Hà tuy vẫn tiếp tục ở trong triều làm thừa tướng nhưng lặng lẽ ít nói, chỉ còn biết cung kính cẩn thận tự bảo vệ mình, run rẩy lầy bẩy, không còn phách lực năm xưa. Không lâu sau, Lưu Bang chết. Hơn một năm sau, Tiêu Hà cũng hấp hối trên giường bệnh. Hiếu Huệ Đế đến hỏi Tiêu Hà sau khi trăm tuổi thì ai có thể làm thừa tướng, mà Tiêu Hà dường như vẫn còn run sợ, không dám nói nhiều. Cho đến khi Hiếu Huệ Đế tự nói ra tên Tào Tham, Tiêu Hà mới gật đầu tỏ ý tán đồng. Kinh thi có câu, mị bất hữu sơ, tiền khắc hữu trung, ban đầu không tốt, hiếm mà có hậu. Cổ nhân cho rằng người và vật đều cần phải có thủy, có trung, khởi đầu tốt mà kết thúc cũng phải có hậu, trước sau như một. Nhưng con người sống trên đời có mấy ai trải qua hết phong ba bão táp mà vẫn kiên trì giữ được thiện tín trong lòng đây, mà không biến đổi đây. Ví như Tiêu Hà, công lớn như thế, dựng mở cơ nghiệp giúp đế mệnh, lo cho quốc gia phụng sự việc công, mà lại tỏ ra u tối trong mỗi lần đứng trước khúc rẽ đường đời. Ông thực đã khiến bản thân gần tới điểm cuối cuộc đời viên mãn bỗng quay ngoắt rơi thẳng xuống vực sâu ân hận.
Tiêu Hà trong những năm tàn sau kiếp nạn vác gánh nặng này cũng làm cho bản thân mình trở thành kẻ câm điếc. Thành cũng Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà, chính là một lời than thở ngàn năm, đến nay truyền miệng ngàn đời, có sức cảnh tỉnh con người. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.